thành câu chân na có một trụ xứ tên là pháp tòa từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó thành thanh tịnh bỉ ngạn có một trụ xứ tên là mục chân lân đà quật từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó nước ma lan đà có một trụ xứ tên là vô ngại long vương kiến lập từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó. Nước cam bồ già có một trụ xứ tên là xuất sinh từ từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó. Nước chấn đán có một trụ xứ tên là na la diên quật từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó. Nước sớ lặc có một trụ xứ tên là núi nghiêu đầu từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó nước ca diếp di la có một trụ sứ tên là thứ đại từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó thành tăng trưởng hoan hỷ có một trụ sứ tên là tôn giả quật từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó nước am phủ lê ma có một trụ sứ tên là kiến ức tạng quang minh từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó nước càn đà la có một trụ sứ tên là chiêm bà la quật từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó